Hi mọi người, hôm nay là thứ hai đầu tuần đúng không các bạn ha? Thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới đầu tuần thật sự là vui vẻ luôn ha. Mình biết luôn là ngày hôm nay các bạn đi học hết rồi. Hồi sáng giờ tôi online game mà tôi có thấy ai tele tôi đâu. Thường thường mọi ngày cũng như cuối tuần á là cũng phải gần 10 bạn tele mình nha. Rất là nhiều bạn tele tôi luôn mà ngày hôm nay tôi các bạn còn là chả thấy một ai tele hết. Thôi mình biết các bạn đi học rồi nên là không có buồn đâu, mà các bạn hôm nay các bạn học sáng hết, hình như là các bạn có thêm cả tiết chọc cơ nữa. Cho nên là các bạn về muộn lắm luôn á, cho nên là mình sẽ up cái clip này nó muộn một tí. Và khi nào mà các bạn về rồi mà các bạn xem tới cái đoạn này á thì các bạn bấm like và đăng ký và bình luận xuống cho mình biết với nha, tôi biết mấy bạn xem nha. Rồi ok, thì hôm nay mình nghe nói là cũng là cái ngày cuối của cái sự kiện này luôn các bạn, tại vì nếu như mà mình có đổi á thì hình như là chạm mốc luôn các bạn, gần chạm mốc nha, và mình làm thêm nữa thì nó sẽ full và đổi được hộp quà cuối cùng đó, các bạn thấy sướng chưa? Nhưng mà chưa các bạn, hiện nay có một số bạn thôi, một số bạn thôi nha, ở trên nhóm Play Together nhắn tin trên group hỏi á là liệu có hoàn thành kịp trong cái đợt sự kiện lần này khi mà chưa tham gia được ngày nào hay không. Thì sự kiện này bây giờ là nó còn bao nhiêu ngày để mình coi thử. Mà các bạn, mình thấy nhiều bạn hay hỏi cái vụ lắm nha, thì các bạn cứ tính ngày cho mình đi, ví dụ bây giờ còn 6 ngày phải không, thì từ cái hôm cập nhật đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày rồi, mà ngày hôm nay là đủ. Ví dụ như từ hôm cập nhật đến ngày hôm nay là 6 ngày thì bây giờ còn 6 ngày là các bạn dư sức, các bạn cày vẫn được nha. Đấy, nhưng mà các bạn xem giúp mình là hôm nay có bán thêm một cái gói su choco và cộng thêm cả cái vách ngăn này nữa. Thì cái gói này là 1000 xu nha các bạn, 1000 xu, 10 kim cương và một cái vách ngăn. Với lại cái này, hai cái này khỏi nói các bạn, hai cái này là đồ free rồi mà nó lại bán kèm với lại 1000 xu thôi, với giá là 80k 79k nha. 79k cho 1000 xu, theo như các bạn thì thấy nó có xứng đáng hay không các bạn? Và các bạn có muốn mình làm cái event tặng 1000 xu thôi không? Vì cái gói này nó đắt lắm các bạn. Thông thường á, nếu như mà game có bán á với cái giá mà hợp lý thì mình biết nhá, thì đó là 25k cho 1000 xu nữa các bạn. 25.000 cho 1000 xu thôi là khá hợp lý luôn rồi á, mà gọi là đắt luôn á, mà nó bán 80.000 luôn, không biết hút cỡ nào rồi các bạn, hút thật sự luôn. Cho nên là mình sẽ làm cái event tặng một gói thôi các bạn, một gói duy nhất may mắn cho bạn nào cần thôi. Và các bạn nhớ tham gia cái event đó của mình nha, thì mình sẽ làm cái event trong clip này luôn. Và gói này thì nó chỉ có 10 kim cương. Nếu như nha, 80.000 á mà cho cái gói này mà xứng đáng á thì tệ gì nó phải được 50 kim cương các bạn. 50 á, 50 là các bạn sẽ mua nhiều quá, còn 10 thì mình bảo đảm chả ai mua luôn. Chỉ có những bạn nào cần cài event đợt su lần này á mà muộn thì các bạn mới mua cho nó kịp thôi. Đó thì là cái gói mới của ngày thứ hai. À mình quên thông báo luôn, hôm qua tôi đã mở được một cái đó các bạn, mở được một cái rồi nha. Sau một khoảng thời gian dài mình bảo cái này nó không mở được thì cuối cùng thì mình cũng đã mở được một cái mũ đầu tiên các bạn, còn hai mũ còn lại thì hơi căng mọi người. Mình á thì mình lại thích cái mũ màu đen hơn các bạn ạ. Mình lại ra cái mũ này, mà mũ này là mũ quốc dân nữa. Mũ này mình thấy nhiều người ra lắm chứ không chỉ riêng gì mình đâu. Rồi muốn nghe, bây giờ tôi đi làm nhiệm vụ để mà đổi quà hết luôn nha mọi người ha. Rồi cái nhiệm vụ ngày đầu tiên trong ngày là đi tìm cái này nè. Ngày nào cũng bắt mình đi tìm ba cái tờ giấy công thức này hoài luôn các bạn. Hôm nay chắc là ngày cuối rồi á. Còn 6 ngày còn lại, nếu như bạn nào mà xong rồi á mà còn dư khoảng 5 6 ngày á thì các bạn cũng ráng các bạn cày nhiệm vụ nha, để mà các bạn đổi đồ của event nha. Đồ nội thất lúc nào nó cũng đẹp, với lại thì nó thuộc dạng kiểu như là xém xém độc quyền các bạn. Nói là độc quyền thì cũng không đúng các bạn, tại vì nếu như độc quyền thì sẽ là không bao giờ ra nữa. Nhưng mà các bạn thấy cái đồ Valentine không, năm ngoái không, thì năm nay nó vẫn ra lại các bạn, cho nên là nó không phải đồ độc quyền nữa các bạn ạ. Nó vẫn có nguy cơ nó ra lại. Nhưng mà dù gì thì nó cũng thuộc là một trong những cái món đồ nội thất hiếm đó mọi người. Ít ra đấy, bạn nào chơi sâu thì muốn sở hữu thì cũng không có đâu các bạn, có cái nít mọi người. Cho nên là các bạn đổi full cho mình luôn. Rồi mình còn hai tờ nữa, hai tờ thì chắc là nó dán ở đâu trên đây một tờ rồi. Trong kia chắc có một tờ nó đủ các bạn đấy, các bạn thấy không? Trong kia hình như có một tờ đó kìa. Mắt của mình dạo này mờ mờ nhưng mà nhìn cũng rõ đấy mọi người. Rồi đây, xuống đây lấy một tờ luôn. Ôi dồi ôi các bạn ơi, trời ơi, nói thiệt các bạn luôn chứ hôm qua này thì có một cái drama mà mình sẽ kể các bạn trong clip này luôn. Một cái drama lớn lắm luôn các bạn. Drama này còn lớn hơn cả cái vụ bốc phốt 220 kim cương mà game không tặng nữa. Thì đó chính là cái drama khóa hạt vô cớ các bạn. Thứ nhất là khóa hạt vô cớ, thứ hai là drama không ban được những bạn hack đào rương vô hack đào rương. Đấy, thì lý do này như thế nào? Tại vì ngày hôm qua là ngày chủ nhật, hôm qua là các bạn đi đào bộ đồ La Mã đúng không? Thì game thông báo rõ là có x2 event rồi, nhưng mà thật sự á là nó không phải x2 các bạn. Mà cho dù có x2 đi chăng nữa mà các bạn cũng chả đào được đâu, mình bảo đảm luôn. Các bạn ngồi trong map các bạn thấy hết speaker không? Các bạn thấy mấy bạn speaker không? Các bạn thấy bạn mà full tốc độ chạy được full đào không? Trời ơi, tôi nói thiệt với mấy ông luôn, mấy ông đứng đào mười mấy phút không ra, mấy ông hack nó vô nó đào trong vòng 30 giây thôi là đã thấy lên rương rồi. Cho nên là hôm qua các bạn đăng lên nhóm các bạn chửi, chửi quá trời chửi luôn. Các bạn chửi như thế này nè, mình kể luôn, mình nhiều chuyện mình kể cho các bạn nghe. Các bạn chửi như thế này, các bạn bảo là ơ hack
không ban, mà những bạn nào chỉ tải auto click để làm sự kiện thôi mà lại ban. Đó, bạn thấy không? Không phải ban mà kiểu như mà hiện lỗi đó mọi người, rồi ban đội đen. Nói chung là hack thì không chịu ban mà cứ tối ngày đi bắt ba cái lỗi bình thường đó mọi người, kiểu vậy đó. Trong khi bây giờ mấy bạn cũng biết rồi, game kiểu thuộc dạng là bó tay với lại cái kiểu hack đầu rương bó tay luôn các bạn, không thể nào mà khắc phục được mọi người à. Tại vì hack đầu rương là nó đã có từ cái ngày mà game nó ra tới bây giờ rồi các bạn, làm sao mà khắc phục được các bạn. Nếu như mà có khắc phục được là chỉ có một cách thôi, đó chính là xóa luôn cái hòn đảo đầu rương luôn, mà xóa luôn các bạn. Chỉ có cách là xóa luôn hòn đảo đầu rương nha, thì mới may ra là khắc phục được nha mọi người. Chứ bây giờ làm kiểu gì các bạn, làm kiểu gì bây giờ. Thôi cái này bó tay các bạn ơi, bó tay chống cơm luôn. Cho nên nó là hôm qua không phải ai cũng đào được cái bộ đồ La Mã hết. Các bạn nói gì mà nói quá trời nói luôn. Hôm qua tôi đâu có đào các bạn. Tôi từ cái ngày mà gọi là mình gọi là không hack nữa các bạn. Ngày xưa tôi hack ghê lắm các bạn. Ngày xưa tôi hack ao hack âm âm luôn rồi. Giỡn các bạn chơi chứ từ lâu rồi mình không có đào rương nữa các bạn. Nghĩ đào mọi người, lừa đào lắm. Đào có được đâu mà đào các bạn. Đào có được đâu, đào không bao giờ mà ra luôn các bạn. Đào lâu lắm luôn á. Ngày xưa cái lúc mà game nó mới ra kìa, hack nó ít kìa, đi đào nó vui lắm các bạn. Lúc đó đào cái đồ nó cũng xịn sò, nó đào xuống nó. Bây giờ đồ nó cũng đẹp á, nhưng mà thảo nó không ra, tốn thời gian, tôi lười đi đào nữa. Nét luôn các bạn. Rồi đây, mình sẽ đổi luôn cái phần thưởng ngày hôm nay nha. Đâu rồi, bây giờ là 4.700 phải không? Thì mình sẽ đổi cái nào mình thích nhất thôi. Cái cổng này mình đổi rồi này. Cái vách ngăn sô-cô-la thì đây, mình đổi cái này đi. Ờ, số 12, 1.200. Đây, mình đổi 4 cái nha các bạn. Trời ơi, nghĩ sao cái này free mà nó bán bằng tiền các bạn. Tập rau rồi chứ, 70 chứ. Rồi, cái vách ngăn nó cũng bán bằng tiền luôn nha. Đó, nó bán bằng tiền luôn, đổi luôn các bạn, đổi luôn. Rồi, mấy cái bàn, mấy cái bộ ghế. Cái này là cái gì vậy các bạn? Cái này là cái sofa hả? Sofa mà lại không có điểm tựa vậy. Kỳ vậy. Thì máy làm bánh các bạn, cái bàn bếp sô-cô-la. Mình có nên đổi không mọi người? Chắc đổi ha, tại vì lỡ như sau này nó có nhiệm vụ gì mà nó yêu cầu làm cái bánh này mà không có cái máy là tôi nổ thiệt với mấy ông luôn. Mấy ông ngồi mấy ông khóc luôn. 1.500 hả? Chết 1.500 các bạn ơi, 1.500 thì mình có trong này rồi. Ok, như vậy thì mình sẽ đổi cái vách tường 1.500 nữa là đủ khít luôn các bạn. Vừa đủ luôn nha, vừa đủ của cái sự kiện đợt này luôn. Rồi ơi các bạn ơi, ta nói. Nhưng mà mấy ngày còn lại á, mà nó có dư thì mình vẫn cày nha. Đấy, nói cho các bạn biết luôn. Rồi, lậm luôn, lậm được 2 kim cương nha mọi người. Rồi, mình sẽ đổi luôn cái vách ngăn này cho các bạn coi nha. 1.700 thôi. Khỉ, 1.700 tôi đổi cái máy này ngon hơn. Các bạn, mình đổi cái máy này ngon hơn nha. Rồi, như vậy thì mình đã nhận được một cái hộp mới nè. Đây, các bạn coi, đó, mình đã mở được hộp cuối luôn. Rồi, mình nhận được bao nhiêu? 30 kim cương. Rồi mình nhận được cái bộ đồ của nữ các bạn. Đợt này thì có cả nam có cả nữ nha mọi người. Ui, bây giờ mình mới mặc cái bộ đồ này thì mình mới thấy là cái bộ đồ của nữ đằng sau nó có cái gì nè các bạn. Đây nè, đằng sau nó có cái gì vậy? Đâu rồi? À trời ơi, nó có một cái này là cái gì tôi không biết các bạn. Bạn nữ nào mà có mặc cái mấy cái đồ kiểu này thì nói nha, cái đồ nó kiểu gì đây? Cái này gọi là gì các bạn? Giống như cái gì nhỉ, cái tấm vải là cái choàng hay là cái áo khoác hay là cái nơ này mà nó dài dài, nhưng mình tôi nhìn là phá cách các bạn, nhìn thì phá cách đấy. Nói chung là đẹp, nhưng mà mặc với lại cái cánh nào nó mới hợp ta? À chắc là cánh này nữa thôi các bạn, tôi chỉ thấy có mỗi cái cánh này thôi. Nói chung cũng được các bạn, cũng dễ thương ha, cũng đẹp đấy. Nguyên cái sắc đồ này của mình là quá là cute luôn mọi người. Đấy mọi người thấy không, nam không ra nam, nữ không ra nữ luôn các bạn. Nam không ra nam, nữ không ra nữ luôn. Nói chung là có đồ mới thì cứ mặc thôi mọi người, không quan tâm lắm. Hôm nay là điểm danh ngày thứ 13 đúng không? Rồi lên nhận ngày 13 luôn. Từ từ các bạn ơi, tầm cũng phải nửa đó thì mới nhận được cái ấy mọi người. Trời ơi, ông chạy chiếc xe ông lên đây luôn kìa mọi người. Lại thiệt chứ. Đây, ngày thứ 13 là được cái cánh cửa nha, cửa Valentine. Chỉ có những bạn nào chơi sâu thì mới ham mấy cái này thôi. Bạn này chơi lâu rồi, đồ này toàn đồ cũ hết rồi. Nhưng mà cũng phải đi điểm danh các bạn để mà đủ ngày để mà nhận xe chứ không là toan đấy. Rồi, ngoài cái gói này ra thì game họ cũng không có bán thêm cái gói gì mới nha. Báo cho các bạn biết luôn. Chỉ có bán xu thôi, tại vì là game biết các bạn đang cần xu á. Cho nên là chỉnh cái giá xu nó lên một tí tí để mà hút nữa các bạn ạ. Mình thấy hút hơi bị dữ luôn nha, hút cái này hút bị ghê đấy. Chả hiểu kiểu gì. Từ cái gì ta? Cái gói hôm bữa mà bán 120. À cái gói trứng hôm bữa bán là tôi thấy tôi không thích rồi. À đây này, nó này các bạn. Trời ơi, 130.000. Thôi ok, cũng tạm được các bạn, tạm chấp nhận đi. Rồi các bạn nhớ vào game chat kiểm tra và nhận quà của ngày hôm nay nha mọi người.